nay sẽ tìm hiểu về việc phân tích đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời điểm đổi mới của Đảng từ năm 1986 đến nay. Thì quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị thì nó có các ý như là có hai ý là cơ sở hình thành đường lối và quá trình đổi mới tư duy của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị. Cơ sở hình thành đường lối đó là do yêu cầu chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đó là chuyển từ kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cái thứ hai là nó đòi hỏi phải giữ vững chính trị là nguyên tắc của đổi mới, đòi hỏi phải giữ vững chính trị. Là nguyên tắc của đổi mới. Nó phát huy dân chủ. Thì muốn đổi mới thành công thì phải mở rộng quan hệ đối ngoại. Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về việc xây dựng hệ thống chính trị. Ý thứ hai là quá trình xây dựng đổi mới. Hệ thống chính trị. Thì hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn đổi mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân. Đó là đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền lần đầu tiên được đề cập tại hội nghị trung ương khóa 2 khóa 7 năm 1991. Pháp quyền đầu tiên. Được đề cập ở Trung ương 2 khóa 7. Hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới theo cơ chế là Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Theo cơ chế là Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân thì làm chủ. Thứ nhất là mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới. Mục tiêu, quan điểm xây dựng hệ thống chính trị thì cương lĩnh năm 1991 khẳng định hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân. Đó là xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ
xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân. Quan điểm là dùng khái niệm hệ thống chính trị thay cho khái niệm hệ thống chuyên chính của Sản, đã dùng trước đây, và khái niệm dân chủ xã hội chủ nghĩa thay thế cho chế độ làm chủ tập thể, đó là dùng khái niệm hệ thống chính trị thay cho khái niệm hệ thống chuyên chính của Sản. Thay cho khái niệm hệ thống chuyên chính của Sản đã dùng trước đây, và khái niệm dân chủ xã hội chủ nghĩa thay thế cho chế độ làm chủ tập thể. Kết hợp ngay từ đầu giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị nhằm để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân. Đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo. Hiệu lực để tăng cường vai trò lãnh đạo. Cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của nhà nước, và quyền làm chủ của nhân dân. Đổi mới hệ thống chính trị toàn diện, đồng bộ và có kế thừa. Đổi mới quan hệ giữa các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị. Thứ hai là chủ trương về chủ trương. Chủ trương về xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị, khắc phục hai khuynh hướng. Đó là khắc phục hai khuynh hướng. Đảng bao biện làm thay, Đảng buông lỏng sự lãnh đạo, đề cao vai trò cá nhân, và nó đề cao vai trò cá nhân. Xây dựng nhà nước thì phải xây dựng nhà nước pháp quyền. Xây dựng mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị để tổ chức này thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội chủ nghĩa, xã hội. Xây dựng mặt trận tổ quốc. Và các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị nhằm mục đích là giám sát và phản biện xã hội.
Câu này là đến đây là